Hồi bữa giờ mình mới đăng có khoảng một tuần lễ thôi là lô hàng bên Soda cũ là hết sạch. Thì hiện tại bây giờ là rất là vui là có một tin mới là có lại cái lô bên Soda lại như cũ các bạn ha. Hiện trạng cây là như vậy. Thì cây thì như vậy là lớn nhất trong đám này rồi các bạn. Tức là cái luống người ta là chỉ mới lớn lên thôi, nó chưa có to. Đó thì thành ra giờ mình đang đi lựa những cái cây mà to lớn là đang để dưới đây nè. Đó, những cây bự là mình đang để dưới đây nè. Sai cây y như cây bữa mình đăng video luôn. Cây cứng cáp hơn đó, nhưng mà là cũng không có số lượng nhiều, tức là cây thì nhiều nhưng mà lựa cây đẹp thì không phải là nhiều. Thì mình lựa cây này thì chắc cũng được khoảng 5 đến 100 cây. Thì các bạn yêu thích cái dòng Bay mà giá tiền cũng bình dân tại cây nó còn nhỏ vậy thì các bạn đặt hàng trong đợt này luôn ha. Thì đợt chung kỳ rồi là các bạn đặt là trong bộ 3 cây thơm nhất, đó là Bay, Banana, Bà Liễu. Thì hôm nay cũng còn hàng đầy đủ hết. Và có thêm bổ sung 2 cây mới, đó là cây CCY thơm và cây tai thỏ xưa thơm. Để cho các bạn có được cái bộ sưu tập thơm chơi cho nó xứng đáng. Có nghĩa là 5 cây thơm trong top 5. Đây, đúng hàng bông Bay luôn nha các bạn. Đã nở bông rồi. Đó, thì cây Bensura này là sẽ được cung cấp trong đợt này. Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ rất là nhiệt tình, giống như trong cái đợt kỳ rồi một cái veo là hết hàng. Rõ ràng là cây Bensura bao giờ nó cũng có một cái sức hút rất là lớn dành cho người chơi lan. Đây các bạn thấy ha, đây mình lựa này, mình sẽ để dưới đây để cho các bạn những cây đẹp trước. Coi vậy chứ trong đây có mấy cây này mà không biết nhìn là lộn quá nha bạn. Cây này không phải Bensuda nè, nó bự con mà thân nó có tím là thua. Cây này cũng không phải nè, tức là phải biết nhìn cây nữa chứ mà lựa lấy cái bự bự trong cái luống này là bị chật đó các bạn. Đây mình lấy mấy cây này nè, đúng đó nè, tạng của nó là phải như vậy nên thành ra không có nhiều các bạn. Coi vậy từ nãy giờ mình lựa nguyên giải là chắc được chục cây à, thì giỏi lắm, đám này mình lựa được 50 cây. Còn lựa xấu thì nhiều chứ còn cây đẹp thì không có nhiều đâu các bạn. Đây cây này thì quá đẹp rồi, còn mà mưa nữa các bạn, cực quá. Bây giờ phải mưa rồi, giờ phải lựa nhanh thôi. Thì cây bộ này thì các bạn muốn mua thêm cây nào thì mua, còn chủ lực nó vẫn là bộ này, vẫn là cây Bensuda ha. Thì các bạn mua cây Bensuda này có gì comment cho mình ha, mình lựa mấy cây đẹp tranh thủ mình lựa. Bây giờ mưa rồi, bây giờ mình tranh thủ mình lựa nhanh. Thì chúc các bạn có được cây Bensuda đẹp giá rẻ để chơi cộng chung những cây đang thơm khác. Xin chào các bạn nha. Các bạn có nhu cầu mua thì hãy nhớ comment số điện thoại theo video đăng, hoặc là vào trang web, hoặc là comment dưới đây ha. Xin cảm ơn, xin chào các bạn nha.